Tại bò tứ chiến tới lại video hôm nay kính chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2023, bò em trực tiếp xuống trại em gồng có OB. Bò dự trại khá đông, mời cô chú anh chị gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem tham khảo, xem xét chủ chốt bò em với nhà xe nhà ship tận nơi cho anh chị nhé. Bò về trực tiếp xuống trại nguyên cái lô OB, bò chuẩn bị xuống trại. Đi cái kia. Đứng xéo quá nhà nè. Ủa, chị đi chưa ạ? Chị bắt mấy con? Nhóc nè, về hai xe nha. Đánh liền với chị hai xe nè. Tuôn xuống mẹ hết đi. Con bò lực ngon ghê ta. Cột cái đầu. Qua đây đây đi. Châu ngẫu. Ý bò này dữ ta. Hết biết không? Tối mày cho nó đi trước.
này hả? Mày cho đi trước. Nó không đi. Đưa anh lại đây. Quá trời luôn. Trời ơi, bò này mày lên xe thôi. Anh lại cái đó luôn á. Trời ơi. Yeah.